chúng tôi ra. Ôi, cái này là cái gì vậy? Ê Mia, nhìn này, có khóa. 1, 2, 3, 4, 7 cái. Ôi, oh my God. Có gì ở đó kìa. Cần phải kiểm tra thôi. Cậu nghĩ chúng ta phải kéo dây đúng không? Ừ, ok. Không biết bên trong đó có gì nhở? Wow, đó là Skittles. Xô đầy kẹo. Ừ, tuyệt vời quá. Trời ạ, à, Mia, bây giờ cậu thử kéo đi. Bây giờ sẽ xem có gì nhá. Cậu mong là cũng có kẹo. Ôi không, trời ạ, à, cái gì đây? Ghê quá. Cậu bị bẩn rồi kìa, bao phủ trong đầy sơn. Ôi, ghê quá đi mất. Ồ, tớ thấy có gì này. Ồ, đây là chìa khóa. Chúng ta có thể ra khỏi đây. Ôi, không biết cái này là cái nào nhở? Hình như là cái này. Ồ, được rồi này, tuyệt quá, ôm nhau nhá. Ôi, suýt thì quên. Nhìn kìa, hình như đó là nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta cần kiểm tra bên trong có gì. Oản tổ tì, nào xem thử đi. Thôi được rồi, để xem nhá. Trời ạ, cái gì đây? À, trời ạ, sâu. Bình tĩnh Mia, nó sẽ không ăn thịt cậu đâu, chúng ta cần lấy chìa khóa. Thôi được rồi, được rồi. Ôi, trời ạ, ghê quá. Ồ, tớ tìm được rồi. Nhưng mà đây là cái gì? Không giống chìa khóa, cần phải thử. À, tớ hiểu rồi. Đây là mã của cái chìa khóa này. Đấy, mở ra được rồi. Ồ, tuyệt quá. Bây giờ lần này sẽ đợi cái gì đấy? Nhìn này, hộp có một cái gì đó. Yummy. Tớ không muốn nếm thử nó đâu. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên. Eo ơi, thật là ghê tởm. Eo ơi, kinh quá. Mary, bây giờ đến lượt cậu nhá. Wow, món này ngon thật đấy. Tớ muốn nhiều hơn. Chuyện gì vậy? Hãy chiêu đãi người bạn của cậu đi. Không, nó là của tớ. Ôi, cốc tai ngon lắm sao? Nhưng không có gì bên trong. Vậy là chìa khóa trong ngủ của cậu rồi. Không phải thế chứ. Thôi được rồi, sẽ làm tất cả vì lợi ích chung thôi. Ồ, và đây là chìa khóa rồi. Tuyệt quá. Hãy đi và mở khóa thứ ba đi. Wow, làm được rồi. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Ôi, lại có cái gì đây? Cậu mở đi. Không. Thôi được rồi, lại là tớ mở thôi. Oh, wow. Đó là bánh cấp kích sô-cô-la hạt rẻ. Ôi, nhìn nó ngon lắm sao. Ê, Mia. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ mở nhá. Oh, wow. Trời ạ, không biết nó sẽ làm gì nhở. Ê, cẩn thận chứ. Đừng lo, cầm lấy đi này. Nó là hoạt động như thế nào? Tớ cũng không rõ. Thôi được rồi, không có thời gian. Hãy mở két sắt cuối cùng đi. Xem nào. Eo ơi, đó là miếng phô mai bốc mùi. Trời ạ, tớ sẽ nôn mất. Ồ, tớ nghĩ ra làm gì với nó rồi. Wow, trời ạ, biến thành cầu vồng rồi này. Ôi, hãy nhìn xem. Trời ạ, tớ sẽ ăn miếng này rất là tuyệt vời luôn. Tớ thì sao? Tất nhiên rồi. Đây, lấy một nửa đi này. Ôi, nhầm nhầm. Ôi. Sao đấy? Cậu bị nghẹn sao? Mia, đó là chìa khóa. Khoan hô, đi mở tiếp thôi nào. Tuyệt quá, chúng ta lại làm được điều đó rồi. Ôi, lại đến nữa này. Tớ sẽ đếm nhá. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, à, lại tớ sao? Thôi được rồi, đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, ôi trời ạ, à, có cái gì đó. Ôi trời ơi, đây là chuột. Ôi, tớ sợ chuột lắm. Thôi, cần phải thở. Phải thật là bình tĩnh. Yeah, tớ tìm được rồi, đi thôi. Lại là mã. Số 5, tất cả đều là 5. Ừ, thật là dễ dàng. Chạy thôi. Lại thêm ống nữa. Yummy. Lỡ đâu lần này tớ gặp thức của ngon thì sao? Tớ bắt đầu nhá. Ok.
wow, đó là Coca, tôi yêu Coca. Yep. Nhưng mà dường như nó không có gì rồi. No. Okay. Thôi được rồi, vậy là đến lượt tớ. Heo ơi, thật là ghê tởm. Ôi, không thể nào mà uống được. Bingo. Thế phải thực hiện trò chơi ma thuật thôi. Tớ sẽ lấy cái này và bắn vào. Và mong là sẽ có cái gì đó ngon. Ừ, thử đi. Yeah, tớ biết ngay mà. Trời ạ, à, sô-cô-la lắc rất ngon. Sao? Không có gì. Thôi đùa đây. Chìa khóa đây này, chúng ta đi mở thôi. Maria cho tớ mở đi. Ok. Yeah, và nhiệm vụ 3, 2, 1. Bắt đầu. Oh wow, cậu mở đầu tiên đi. Không không, đến lượt cậu. Xem nào, có gì ở đây. Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Ôi, nhìn cậu bẩn quá. Đến lượt cậu rồi đấy. Thôi được rồi, để tớ mở. Ôi, ôi, cậu bị bẩn còn hơn cả tớ rồi đây này. Trời ạ, à, ghê quá. Cậu cười cái gì vậy? Mở ra đi. Không, tớ sẽ không mở đâu. Vậy 1, 2, 3 nhá. Không ai, vậy chúng ta mở cùng nhau. Và đây, chiếc chìa khóa cuối cùng. Hoan hô, chúng ta sẽ tự do rồi. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chìa khóa cuối cùng. Đi, nhanh lên mở ra thôi nào. Yeah, chúng ta thành công rồi. Chúng ta đi rồi. Ôi, thật là một cái bảng kỳ nghỉ đẹp. Đây chính xác là những gì tớ muốn cho ngày sinh nhật của tớ. Ô, có ai đó tới rồi này. Tớ sẽ đi mở cửa. Tớ tự hỏi đó là ai. Xin chào, hòa cho cậu. Ôi, thật là đáng yêu. Ôi, có nhiều đồ ngọt quá. Chà, ôi, có cả một đài phun sô-cô-la nữa rồi. Tớ sẽ thử nó nhúng bỏng ngô vào kẹo dẻo vào cho đó xem sao. Ngon kinh khủng luôn, trời ạ. À. Cần phải thử một cái gì đó khác. Tớ yêu sô-cô-la quá. Tớ sẽ cắm mình hoa trước khi khách đến. Vậy là xong, tuyệt vời. Tớ sẽ thử bánh quy vậy. Jennifer, cậu đang làm gì vậy? Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà. Cậu đã ăn tất cả mọi thứ rồi. Xin lỗi nhưng tớ không thể đợi được. Đài phun nước này rất ngon. Đưa nó cho tớ đi. Cái gì nữa? Nó sẽ đứng ở trên bàn của tớ, hiểu không? Ôi không, cậu đã làm hỏng trang phục của tớ và đổ hết cả đài phun nước ra rồi. Tớ sẽ không để cậu thoát khỏi đâu. Hãy coi chừng. Chúng ta hãy xem nhé. Tớ chắc chắn tớ sẽ thắng cậu trong thử thách này thôi. Tớ không nghĩ vậy đâu. Tớ đã xác định rồi. Sẽ rất khó để làm tớ bối rối. Ôi, dâu tây tươi thật là tuyệt. Đấy, tất cả đã bắt đầu từ thất bại rồi. Tớ sẽ không nói điều đó đâu. Tớ đã có những quả dây chín và thơm. Sô-cô làm cho nó thậm chí còn ngon hơn. Tớ rất vui vì tớ có thể ăn cái này. Có lẽ cậu muốn chứ Mia. Ê, tại sao cậu lại trêu chọc tớ vậy Jennifer? Thật là không công bằng. Tớ chỉ muốn một ít niềm vui thôi. Dâu tây của tớ và chỉ của tớ thôi. Và nó ngon lắm sao. Kết hợp hoàn toàn hoàn hảo với cả sô-cô-la. Ê, đừng có ném tớ nữa. Tớ không thích nó đâu. Thôi nào, tình cờ thôi. Tớ đã nghĩ ra một cái này rồi. Cậu lại muốn trêu tớ một lần nữa sao? Tớ không tin đâu. Không, tớ chỉ muốn cho cậu xem một mẹo nhỏ. Tuyệt phải không? Đó vẫn là chưa tất cả đâu. Bây giờ sẽ rất mạo hiểm. Tớ sẽ bắt được tất cả các quả mọng trong sô-cô-la ngay lập tức. Hãy chúc tớ may mắn đi. Ôi không, ôi không được rồi. Tất cả bay ra ngoài rồi. Trời ơi, tại sao tôi bị dính sô-cô-la và làm mất hết cả dâu tây rồi. Cậu xứng đáng với điều đó, đó là lỗi của cậu. Hãy xem cậu ăn ớt của mình như thế nào nhé. Tớ nghĩ ăn nó khó hơn nhiều so với bắt một quả dâu tây phủ sô-cô-la. Tớ không chắc mình có thích nó không, nhưng tớ sẽ không phải lựa chọn. Tớ nghe nói rằng đôi khi ớt cho thêm sô-cô-la vào, nó sẽ không thể tưởng tượng được. Ôi, thật là khó chịu, nhưng tớ có thể xử lý được. Mia, mặt cậu đỏ hết rồi kìa. Bởi vì tớ đang cháy. Miệng tớ đang bốc cháy kìu. Tớ nên làm gì rồi? Không, không, trời ơi.
Trời ạ, có thể cho tớ nước mà. Ôi, có thể uống sô-cô-la. Hồ, tớ ăn rất nhiều rồi. Nhưng tớ cảm thấy hơi mệt. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút. Ôi không, trời ạ, cậu đã đốt quả dâu tây cuối cùng của tớ. Xin lỗi, vô tình xảy ra thôi. Không thể chờ đợi tìm hiểu ra cái gì bên dưới nắp. Của tớ có Skittles. Tớ rất vui vì nhận được nó. Ôi tuyệt thật đấy, của cậu thì có gì? Bây giờ sẽ xem nhé. Trời ạ, mẹ ơi, thật là cá. Kinh tởm, nó bốc mùi kinh khủng. Thế thì ăn nhanh lên để không ngửi thấy mùi này nữa. Ôi, đây là điều tồi tệ nhất mà nó có thể xảy ra. Hãy xem cậu xử lý nó như thế nào nhé. Là xem có quản lý được không. Đừng chọc vào mũi tớ. Cậu tự ăn đi. Ôi, cậu tốt thật đấy. Bù. Thế sao cô làm tôi sợ vậy? Ups. Ôi, trúng mục tiêu tuyệt lắm. Bây giờ lấy cá và ăn nó đi. Ôi, cậu đã đúng. Cần phải làm nó nhanh lên thôi. Đấy, xong rồi. Tớ đã ăn được rồi. Ồ, một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Tớ rất vui vì nó đã qua. Thời gian để ăn Skittles rồi. Tớ nghĩ đây là một vài thứ. Đã đến lúc bắt tay và thực hiện kế hoạch của mình rồi. Với sự trợ giúp của cái thìa, tớ có thể xúc đồ ngọt và đẩy sô-cô-la vào. Có lẽ cho tớ một miếng được không? Không, đi ra đi cho tớ ăn. Tớ đang bận lắm rồi. Cuối cùng tớ có thể nếm được những hạt sô-cô-la tuyệt vời này. Trời ạ, quá là tuyệt vời. Món này ngon vô cùng luôn. Tớ không nghi ngờ điều này đâu. Tớ cũng muốn thử ăn một chút. Ê, trả kẹo cho tớ đi. Ê, đồ tham lam, cậu có thực sự cảm thấy tiếc khi cho tớ một viên kẹo được không? Nhìn kìa, chúng ta đã thả Skittles ngay vào đài phun nước rồi. Ồ, nhưng đó là điều rất tốt. Nó rất là tuyệt vời luôn. Ôi, ngon thật đấy. Tớ muốn thử nó. Không, một lần nữa là không rồi. Tớ sẽ nhớ điều này đấy. Chúng ta hãy tiếp tục. Cùng nhau mở nắp ra nhé. Thật là một chiếc bờ ngon lắm. Hạnh phúc của tớ không có giới hạn luôn. Cậu thì có gì vậy? Chiếc bánh khổng lồ đẹp và mê hồn luôn. Loại kem này rất hấp dẫn đối với tớ. Cậu đang làm gì vậy? Đừng bao giờ chạm vào bánh của tớ với bàn tay đầm thỉu của bạn. Tớ lần này ăn burger đi. Thôi được rồi, tớ vẫn có việc phải làm. Tớ sẽ đổ sô-cô-la lên và thử. Tớ không biết là nó sẽ có vị như thế nào nhỉ. Chưa bao giờ tớ thử món này luôn. Và tốt nhất là không nên thử luôn. Trời ạ, ngốc lắm. Rõ ràng ngay lập tức nhìn thấy sản phẩm không tương ích rồi. Tớ biết phải làm thế nào để sửa rồi. Chỉ cần ăn tất cả những thứ gì bên trong. Dưa chuột, cà chua, rau diếp, thịt, nước sốt và món chính của tớ. Và một chiếc bánh phủ sô-cô-la với món tráng miệng của tớ. Ôi vâng, suýt thì quên mất phô mai. Nó cũng cần được ăn sớm. Nếu không có sô-cô-la thì sẽ không ngon đâu. Ôi, nhìn miếng thịt này làm ngon làm sao. Tuyệt quá, ngon thật. Riêng tớ, tớ thấy tớ ăn rất no rồi đấy. Cần thêm một bữa nữa. Ê, kết thúc nhanh lên. Tớ còn một chút nữa thôi. Đấy, đấy, còn mỗi bánh thôi. Tớ đã đến lúc phải tắm cho nó trong đài phun nước rồi. Nó sẽ thành một miếng bánh ngọt rất là ngon. Hoặc bánh sandwich rất là đẹp. Mùi thật là tuyệt. Ôi, ngon làm sao. Kế hoạch của tớ đã thành công rồi. Tớ thật giỏi. Xong. Tuyệt quá, tớ rất vui vì cậu đã hoàn thành. Bây giờ tớ có thể nếm thử chiếc bánh của mình. Nhưng tớ lấy như thế nào nhỉ? Tớ biết rồi, cần phải cắt nó thành nhiều mảnh. Như này tiện lợi hơn rất nhiều. Ôi, trông đang khá là tốt. Chỉ cần tăng tốc một chút thôi. Đến đây nào em yêu. Đã đến lúc phải tắm sô-cô-la rồi. Tớ chắc chắn tớ sẽ tạo ra một quả bom ngọt ngào. Nếu không, nó sẽ không thể khác được. Trông thật là tuyệt vời. Đến lúc nếm thử rồi. Liếm cả ngón tay. Ôi, dáng như tớ được thử. Xin lòng đấy, chúng ta là bạn mà. Điều này không thay đổi bất cứ điều gì, không? À, tốt vậy. Vậy thì em sẽ phải dạy cho kẻ tham lam này một bài học thôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ chia sẻ với tớ. Hay xem bạn ấy sẽ nói gì sau vụ này nhá. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ rất thích cái này thôi. Một vài giọt là quá đủ rồi.
Còn bây giờ thì chúng ta cùng đợi nào. Ôi, tớ muốn ăn thêm. Ngon thật đấy. Tớ không thể dưỡng lại được. Đấy, bạn thực sự thích không? Vẫn hỏi, tất nhiên rồi. Nhưng tại sao lại cay đến thế? Toàn bộ miệng của tớ bị cháy. Tớ còn uống nước, trời ạ. Ôi, không khá hơn chút nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như mỗi phút bụng tớ càng cháy hơn. Cứu! Đấy, bạn ấy uống quá nhiều sô-cô-la Tabasco rồi. Cần phải dập tắt nó thôi. Thật sự là không có lựa chọn nào khác khao. Mặc dù điều đó không quan trọng, nhưng điều chính là nó đã trở nên dễ dàng hơn đối với Vương Phương. Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy, đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chờ cậu chờ đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy, bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ngon làm sao. Đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Trời ạ, cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer, thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Tại sao không? Giữ lấy này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Ôi, cậu làm gì vậy? Tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. Giấy vệ sinh. Tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Ôi, không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Xem nào. Bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi trời ạ, ngọt thế. Ôi, đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Ôi, rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ôi, ngọt thế, ngon thế. Ôi, đừng di chuyển nhá. Trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Ôi trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Ôi, tớ sẵn sàng rồi. Thôi, được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhá.
Ngon quá. Tận hưởng đi. Vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Ồ, tớ biết rồi. Tớ có một cái xô Nutella. Có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ồ, ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. À, để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? À, tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Ôi trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon. Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn ở đây đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tôi ơi cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, thì cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại. Nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia. Vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu. Trời ạ, tớ cháy rồi. Trời ạ, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào. Bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ hết rồi. Nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi.